Rồi, ok, xin chào các vị. Hiện tại mình đang có ở đây chiếc iPhone 16 và cũng như là iPhone 16 Plus. Đây là hai chiếc máy mới nhất của Apple vừa được ra mắt và hiện tại nó được nâng cấp khá nhiều. Đầu tiên là nó đã có cái Action Button, như vậy là nó sẽ giống với lại những chiếc iPhone 15 Pro năm ngoái. Và thứ hai là nó được trang bị luôn, được gọi là cái nút kiểm soát camera, camera control. Thì tức nghĩa là bây giờ anh em sẽ nhìn thấy nhá, đây là khi chúng ta chụp hình, nên bây giờ mọi người có thể bấm nhẹ vào đây, nó có thể mở nhanh chúng ta như là các cái tùy chọn, các bạn có thể bấm giữ một lần nữa đây thì nó sẽ là chụp hình, và chúng ta bấm giữ lâu thì nó sẽ chính là cái phím chuyển thành là quay video luôn, ok chưa? Rồi, và với chiếc điện thoại này của chúng ta thì một trong những cái điểm nâng cấp mình thấy rằng là khá là ngon, đó chính là nó sẽ được trang bị là vi xử lý A18. Tại vì sao lại ngon? Tại vì nó sẽ hỗ trợ tối đa được cái Apple Intelligence, ví dụ như là đặc biệt là Siri, nó sẽ ngày càng nên thông minh hơn. Đáng tiếc rằng là mặc dù cái sự nâng cấp này nó rất là giá trị, nhưng Việt Nam ta thì lại chưa sử dụng được, bởi vì nguyên nhân là Apple Intelligence và Siri hiện tại là sẽ hỗ trợ cho chúng ta là tiếng Anh rồi, và năm sau cũng sẽ chưa có ngôn ngữ tiếng Việt đâu anh em, nên ai dùng tiếng Anh thì sẽ là lợi nhất. Và về cái chiếc máy này thì cái màu trắng các bạn sẽ nhìn thấy đây, năm nay mình có cảm giác là cái màu này nó hơi ngả xanh, hoặc cũng có thể là do đèn của sự kiện nên khó biết chính xác lắm. Và cái chiếc iPhone 16 và 16 Plus thì về thiết kế nó sẽ không có nhiều sự thay đổi, chủ yếu nằm ở cái camera. Camera bây giờ sẽ được xoay sang là xếp ngang. Tại vì sao? Tại vì Apple nói rằng là bây giờ khi xếp ngang để chúng ta có thể chụp và quay phim được ở cái chế độ là Special Photo hoặc là Special Video, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta có thể xem được ở trên cái kính Vision Pro ngon hơn. Và cái camera này của chúng ta thì cũng sẽ được trang bị là 48 megapixel để cho khả năng quay và chụp hình một cách ngon nhất. Và bên cạnh đấy thì nó sẽ có camera zoom tele. Tuy nhiên cái camera tele này thực chất là được crop lại từ cảm biến 48MP chứ không phải là camera tele 2x thật. Bởi vì nó chỉ có hai cái camera thì trong đấy một cái camera góc siêu rộng rồi, thì đào ra cam tele đúng không anh em? Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy đi. Và nó có chế độ chỉnh sửa hình ảnh tương tự như trên iPhone 16 Pro và cũng như 16 Pro Max. Bây giờ khi các bạn chụp hoặc là các bạn chụp xong rồi thì chúng ta có thể tùy chỉnh cái chế độ này. Đấy, được chưa? Nó sẽ ra màu và các cái tông. Rồi, và sau khi mà các bạn chụp ví dụ như ở trong album ảnh đi, đây mọi người có thể chỉnh sửa chính cái này. Đấy, gọi là photo style, kéo sang trái, kéo sang phải, chúng ta sẽ có các cái tùy chọn và các bạn việc đặt vào. Nói chung là với những người dùng pro thì có thể là các bạn cảm thấy nó không cần thiết và thừa thãi, nhưng với những người dùng cơ bản thì đây là một trong những cái chế độ chỉnh ảnh mà mình thấy dễ hiểu và đơn giản nhất để cho tất cả các bạn đều có thể làm chủ được. Và về chiếc điện thoại này thì nó vẫn sẽ có được trang bị là cổ USB Type-C, và các cái thiết kế bên ngoài thì không có gì đặc biệt và khác so với năm ngoái. Tự chung lại thì đây là một chiếc máy nâng cấp thêm cho về cái nút chụp hình này. Mọi người sẽ có được một cái màn hình với kính Ceramic Shield mới, bền bỉ và chắc chắn hơn, thay đổi về cái thiết kế của cụm camera. Còn lại là mọi thứ nó vẫn xem như vậy, bởi vì năm nay nâng cấp về cả chip hay là RAM thì sẽ dành cho những ai mà dùng Apple Intelligence mà Việt Nam ta lại chưa sử dụng được. Và các bạn hãy cùng người like, share và hẹn anh em trong các video lần sau.